Em chào bà con nhé, Trần Anh vừa về tiếp tục mẫu Gru 2014 nè. Xe dọn xong đẹp long lanh rồi anh em. Sơn xe đẹp lắm, đợt trước sơn nó trời tùm lum. Về cho tắm lại nguyên con, tắm lại phủ bóng, phủ keo luôn. Đó anh em, bên Trần Anh tắm rẻ lắm. Tắm mẫu này lấy nước sơn tốt luôn nha anh em. Sơn tốt luôn, phủ bóng, phủ keo có tầm có 10 triệu. Anh em sau này có xe lên đây Trần Anh làm cho. Đảm bảo là bao rẻ cho bà con. Đèn đuốc có sáng trưng anh em. Mới tin 24 nha anh em. Form đẹp, mâm đúc nguyên bản của dòng Cru, phân khúc C đi em này đâu đó rơi lên quanh cho anh em làm tầm cỡ 8 lít nha anh em. Chạy mẫu là ok. 14 đẹp không anh em. Đó, sơn xi tắm qua nước sơn rồi, không còn sơn rin đâu, báo luôn nha bà con. Hồ sơ ký rút được 61E17300, cảm biến dè phía sau nguyên bản của dòng Cru bản LS nha anh chị. Giá thành em này cũng hợp lý cho anh em, hơn 200 xíu. Lấy mẫu này về đi gia đình, anh em mua thì chắc chắn anh bớt cho, còn bớt cho anh em. Đây anh chị nè, vô lăng nguyên bản của dòng Cru, số 5 cấp số nha bà con. Táp lô táp bi liền lẹt sạch sẽ, đi đôi hệ thống ghế để nguyên bản hết anh chị nè. Táp bi 24 form mới, có cụp mở. Form mới form cũ khác nhau mặt ca lăng. Mặt ca lăng là đèn đuôi sau, còn ngoài ra y chang, không khác cái gì. Được chưa anh em? À, ốc chốt mới vàng ươm mà. Đó, ghế nỉ nguyên si luôn. Anh em nào mua hộ này Trần Anh hỗ trợ cho anh em góp từ 30 đến 35 triệu. Thoải mái cho bà con nha. Xe sạch sẽ nha. Đó liền lẹt, đèn đuốc sáng trưng. Đây anh mở đèn lên cho anh em coi. Sáng lắm, mở nắp capo lên em. Đó, đèn mới tinh. Mai cho đi thay cái bút xoay đây nha, nó hơi bị gõ bút xoay. Nghe cạch là biết bút xoay. Cái này thì đi thay bút xoay thôi. Đây nè, máy nè. Em đi chạy máy móc ok hết. Mặt nắp keo đầu có thay rồi. Xe có tí đồ hơi, nó hơi bị kêu bút xoay tí xíu. Đây là cốt kem nè. Cốt kem nè anh chị. Bút xoay nó nằm dưới phần cốt kem. Nha cô chú anh chị. Có thể là nó bị kêu một hai con bút xoay, nó kêu cạch. Thì cái đó thì đi thay là đơn giản thôi. Mở cái mặt ra trong có nguyên dàn cốt kem dưới. Hay là bút xoay bà con chỉ việc thay thôi là hết. Cái này mai Trần Anh đi cho thay, mở cái mặt nắp ron đầu ra thay thôi nha. Không ảnh hưởng đến cái phần buồng đốt phía dưới đâu. Buồng đốt là riêng nha. Em này số rin máy số ok hết. Được cái ly giá thành là nó rẻ. Sử dụng toàn bộ hệ thống kem ngoài. Em đã được cái chân ga điện, nhìn cảm biến từ bướm ga. Đây là bướm ga. Đây là họng nẹp nguyên bản của em, nó là họng nẹp nguyên si hết nha bà con. Đó, sạch sẽ cho anh em. 24 thì chưa có hệ thống ABS. Nắp capo nè. Nè anh em. Cái khung xe này sơn lại cho anh tắm lại hết từ trong ra ngoài. Tắm nắp capo cũng đẹp, đẹp cho bà con. Bà con lấy về bà con chạy. Tắm nắp capo rồi đi. Mai cho đi thay cái bút xoay đi nha. Thay bút xoay nó nằm tầm 200 ngàn con thôi. Chết 3 con thì nằm tầm 600. 600 với công thợ vòng vòng vô chắc chịu bạc quay đầu. Chứ còn anh em mà ra ngoài tiệm anh em không biết, anh em để cho người ta làm chắc người ta lấy anh em chắc mười mấy triệu là có luôn. Nó có hai tình trạng nó kêu, một là kêu bút xoay, hai là kêu cò. Nha cô chú anh chị, kêu cò nó kêu tạch, đó là kêu cò. Còn bút xoay là nó giọng nha, nó giọng cọc, đó là giọng, nó giọng bút xoay. Cái này thì cũng đơn giản thôi. Được chưa anh em? Hệ thống mở cúp điện, chìa khóa, hai chìa khóa mút lóc luôn. Hai chìa khóa mút lóc hết nha anh em. Nó sạch sẽ cho bà con. Đây là anh em, cốp trong liền lẹt nha bà con. Dọn cái cốp luôn Đức ạ. Đức ơi, dọn cái cốp luôn em. Dọn cái cốp cho sạch hút bụi rồi đi. Đó, cái cốp đẹp, anh chị thấy cốp đẹp không? Cốp quá đẹp luôn. Đó, cái này là cho hút bụi ấy sạch sẽ cho khách. Nhiều khi cái xe cũ của mình đó, nhưng mà tới tay của khách là tài sản của người ta, cho nên là luôn luôn phải sạch sẽ cái xe. Bước vô mở cái cửa ra nó thơm phức là đẹp.
đang là thợ làm đồng sơn bên Trần Anh đó, chuyên làm đồng sơn. Anh em sau này có xe anh em đưa qua cho Trần Anh, đảm bảo với anh em rẻ hơn giá thị trường. Rẻ hơn giá thị trường phải từ 5 đến 7 triệu, nói cho anh em hiểu rồi. Như anh em ra ngoài anh em tắm một cái nước sơn trung bình thôi, loại trung bình thôi, thì người ta là ông quốc anh em cả chục triệu rồi. Nhưng không, em này nó lấy cỡ tầm 8 triệu quay đầu là tắm hết nguyên con, tắm làm đẹp đánh bóng hết toàn bộ cho anh em luôn, phụ keo luôn. Được cho anh em, là anh em trải nghiệm tiếp tục vô phần gầm cùng với Trần Anh nha. Nhiều khi mấy cái này anh chị thấy nó kêu thì anh chị sợ, nhưng mà đối với Trần Anh thì nó là bình thường thôi, thì bà con chưa có trải nghiệm nhiều. Còn như Trần Anh thì va chạm nhiều quá rồi, cái gì cũng chả biết, anh em thấy không, đó là bình thường. Và giá thành thay thế đồ đẹp như thế này thì Trần Anh cũng đã nói giá trên clip rồi. Một con vít xoe nó nằm tầm từ 200 đến 250 đó, anh em thay hai con 500. Mà thường thường á, nó bị vít xoe nó bị mòn á, là nó thường thường nó chết có một hai con thôi à, nó một hai con vít xoe thôi, thì thay thì nó giá thành nó thấp lắm. Là cái vít xoe nó bơm nhớt lên chưa có kịp á, cho nên là nó bị kêu anh chị nha, độ ma sát nó gõ vô nó kêu á anh em đó, vậy thôi. Đó, anh chị nào thích mẫu này anh chị alo cho Trần Anh nha. Em chào anh chị nha.